Hỏa bạo không quá đau, tiếp tục pit mất rồi, nhưng rõ giấy kìa. Dọn lính là rất nhanh, Khoa bắt đầu lao ra, nhưng Khoa không làm được gì cả. Khoa bị sốc sát thương, Khoa bay bầu. Và về của mình sẽ có 5 người hơn nữa, họ có Helen hồi phục, có thể sẽ là endgame. Sai công tông còn đang lũ lượt bỏ chạy về tế đàn của mình hồi phục. Hỏa bạo chưa thể dọn dẹp được con xe ra vừa qua. Zero băng ra, nhưng ném hoa không dám nhận. Zero ngay lập tức phải lùi ngược trở về. Nhưng có lẽ sao tông vẫn sẽ phòng ngự được tâm lính này. Họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn, đó là cú ném đến từ vị trí của Paris. Và sẽ có 3 đường. Sau 3 đường thì họ có tràn vào hay không đây? Rõ ràng là Megaming đang rất từ từ, nhưng họ không thiếu đi sự quyết tâm. Họ đang bắt đầu tràn vào một đêm ở một đường. Và đây là cú sấy đến từ Marit. Cú tốc biến quá của Marit. Marit cao trụ, Marit cao trụ tiếp. Marit cao được quá nhiều máu trụ rồi. Vẫn đánh trụ, tiếp tục vào phải vào đánh trụ. Không đánh được, không đánh được. Thôi thôi, không đánh được. Chúng ta sẽ cùng đến với ván thi đấu đầu tiên trong cặp thi đấu BO7 giữa Vgaming và Saigon Phantom. Đội tuyển giành chiến thắng sẽ có mặt tại trận chung kết tổng diễn ra vào ngày 9 tháng 10 ở nhà thi đấu quân khu 7. Còn đội thua thì sẽ cần phải đối đầu với Box Gaming. Vì mình đúng là đội tuyển đã chủ động, và thậm chí là họ muốn chủ động ở cả hai phần bùa khi mà Hoàng TD và Quang Hải tiến sang bùa xanh. Còn Richter ở bữa LB tiến vào hỏi thăm bùa đỏ. Những động thái giải quyết đến từ bên phía sàn Phantom cũng đang là khá ổn. Quang Hải mất tương đối nhiều thời gian, và ở đây thì sàn Phantom cũng có 3 người. Trong khi đó thì Bưng đã giải quyết xong con bùa đỏ ở nửa trên bản đồ, đã có cấp độ 2 và xuống đây rất nhanh. Quang Hải là điểm chiến công đầu mà Red có được, 3 người đấu 4, nhưng sàn Phantom vẫn có được double kill của Red. Và khi mà Bưng có mặt ở đây thì kế hoạch cướp rừng đầu tiên của Vigaming là phá sản hoàn toàn rồi. Quang Hải vẫn đang cần có thời gian, chắc chắn là Quang Hải sẽ cần có thời gian với Zuka ở trong ván thi đấu này khi cũng đã không thể xanh ở trong giai đoạn đầu. Đây là Fizz solo kill được Paris rồi. Đó là một Liliana quá gắt của Fizz. Ngày hôm qua trong ván thi đấu cuối cùng với Box Gaming thì Fizz cũng có một màn trình diễn Liliana thượng tặng. Và ngày hôm nay, ngay trong ván thi đấu mở đầu với Vgaming, Fizz solo kill FMVP thế giới một cách rất lạnh lùng. Và Ryoma tưởng chừng như là một vị tướng đi rừng hơi ao meta, nhưng trong tay Bưng nó vẫn sẽ là một con bài cực kỳ nguy hiểm. Tiếp tục dựng pháo đến từ Red. Lần này là tấn công vào khu vực đường giữa, nhưng Vgaming cũng đã rút về được thành công rồi. Đây là vị trí của Han bị đẩy về bởi Khoa. Khoa chính xác hơn là Han úp được một người, đó là xạ thủ của đối phương, nhưng Han mất hơi nhiều máu. Cú mang tiễn là chính xác đến từ Hoàng TD. Sang có tấm phản công cào rất đau, đó là Fizz băng vào, đó là Bưng chưa hạ gục thành công được Hoàng TD. Hoàng TD có thể về được hay không đây? Hay quá Fizz ơi, hạ gục thành công được vị trí của Hoàng TD. Fizz một lần nữa tỏa sáng để đem về điểm hạ gục thứ 6 dành cho Saigon Phantom. Bắt đầu ăn xê ra đến từ Saigon Phantom. Đây sẽ là một pha rất 50-50 đến từ Saigon Phantom. Pháo thần công đã được dựng lên từ vị trí của Red và đẩy lui hoàn toàn Quang Hải ra khỏi vùng tranh chấp xe ra rồi. Sàn Phantom đã dừng đam xe ra một nhịp. Zero tiến vào kéo keo lửa được một người nhưng cũng bị bốc lại bởi vật tổ vỗ tắt, không còn ăn xe ra được nữa. Phải giao tranh thôi, đó là quyết định của đội tuyển Sàn Phantom. Nhưng pháo lăng long trời lở đất này là quá đẹp đến từ vị trí của Khoa, nhưng trước đó thì các thành viên bên phía Sàn Phantom cũng đã thấp máu hết rồi bởi vì Hoàng TD được chơi. Manis cũng đang cắt tốt, nhưng Bưng mới là người có được điểm hạ gục đầu tiên trong pha phát giao tranh vừa rồi. Nhưng sau khi có được điểm hạ gục thì Bưng cũng đã bị tấn công nhưng không nào play được. Bưng có double kill và tất cả những thành viên thấp máu bên phía Sàn Phantom đều có thể lùi về được. Trong khi đó thì Vgaming mất 2 người. Tỷ số đang là 1-9 và nhà chính của Vgaming nó cũng chỉ còn 19 máu, nhưng không biết là có điều thần kỳ nào dành cho họ hay không. Khi mà Saigon Phantom đang tràn vào với cả 5 người, họ sẽ nhất quyết không để điều thần kỳ xảy ra với Vgaming ở trong ván thi đấu này. Sẽ là đường lính siêu cấp thứ 2 vẫn đang tiếp tục tràn vào. Hoàng TD có giáp hộ mệnh rồi nhưng bị kéo lại bởi keo lửa của Zero. Mất giáp hộ mệnh, địa giam thả ra, Bưng đã đe được. Siêu viên dành cho Fizz, không còn Hoàng TD nữa. Nhưng Vgaming có 4 người, lính ở giữa tạm thời hết. Han vật tổ vỗ tắt vào vị trí của Zero, đang cố gắng cắt đến từ Maris. Maris cắt mỏi tay, bị hất tung lên bởi vật tổ vô tắt, bị tấn công bởi Bưng. Maris đạo quân vương outplay được Bưng. Bưng cố gắng lùi về, Bưng vẫn chưa lên bảng đếm số. Trong khi đó thì bất LB đang cố gắng cản nhưng không cản được nữa rồi. Fizz vẫn quay với Liliana ở trong tay mình và khiến cho Quang Hải không thể làm gì được. Fizz vẫn đang là các thành viên Saigon Phantom thấp máu, nhưng bằng một cách nào đó thì Vgaming không chạm được vào họ. Và ba đường lính siêu cấp dành cho những bóng ma sai thanh. Ryoma giờ này đánh cũng không thấy ra sát thương mấy rồi. Zero cùng với Khoa thì sẽ chỉ đóng góp về hiệu ứng khống chế là chính thôi. Còn lượng sát thương thì rất khó để có thể tạo ra một đột biến nào đó. Và vì thế mà Saigon Phantom vẫn rất cần con xe ra bàn cuối này. Han quyết định là lao vào, bốc thẳng được vào vị trí của Red, nhưng sau đó cũng bị kéo ngược về bởi kéo lửa. Han thả ra địa giam, giam lại được Red rồi. Nhưng Han cũng lên bảng đếm số, Quang Hải quá đơn độc. Tìm thấy trọng lực vào vị trí của Red, nhưng Quang Hải cũng chẳng đủ sát thương. Quang Hải mất giáp hộ mệnh, Hoàng TD bắn Zero kìa. Bắn ngoài, bắn mãi, bắn chẳng được gì cả. Zero dí Hoàng TD, Zero kích hoạt lên nham thuẫn. Hoàng TD vẫn bắn, Zero mới mất giáp hộ mệnh thôi. Hoàng TD mất tốc biến rồi, Bưng có mặt đi vai, Bưng bị shut down. Nhưng Saigon Phantom còn 4 người. Trong khi đó thì Hoàng TD lên bảng đếm số. Và ở pha thi đấu này thì BW cũng không có quay được lâu nữa. Maris đã cắt không biết bao nhiêu lát vào đội hình của Saigon Phantom, nhưng đây sẽ là những lát cắt cuối cùng bởi vì quét sạch dành cho Saigon Phantom rồi. Sẽ có thêm một cái quét sạch nữa khi bây giờ thì chính thức Maris mới phải nằm xuống. Và chiến thắng 1-0 dành cho Saigon Phantom sau 22 phút thi đấu. Được
cái là trong đội hình của Vigaming tôi đang thấy có một combo chưa có cách ngăn cản từ Sài Gòn Phantom, đó là combo Butterfly kết hợp cùng với Sennel. Bởi nhìn vào đội hình của Sài Gòn Phantom thì tôi không thấy hiệu ứng khống chế đâu cả, họ chỉ có những cú chặt và chém đến từ Richter thôi, và Bưng thì có một vài những cái cú làm choáng nhẹ chứ không phải là có những hiệu ứng khống chế nặng để có thể dồn vào vị trí của Butterfly. Đây sẽ là một ván thi đấu mà nếu như Vigaming phòng ngự thành công được trong giai đoạn đầu tiên trước đội hình có Merganga của Sài Gòn Phantom thì họ có thể tạo ra được những đột biến đến từ Butterfly trong tay của Quang Hải. Hai bên đánh rất cẩn thận ở trong giai đoạn đầu này bởi vì họ biết rằng một tình huống di chuyển lỗi và đánh hơi húng một chút thôi thì sẽ là cơ hội cho đối phương. Nhưng đây là chiêu cuối được xả ra đến từ vị trí của Maris, tốc biến đi đến từ Fizz, cú kéo là trượt đến từ Hàn nhưng cũng đã có giải đến từ Khoa, băng lên đó là Quang Hải. Nhưng Zero đã có mặt trước vị trí bất bị sứ mệnh, chúng tôi đã sử dụng băng, sử dụng Long Diện chiến công đầu dành cho Red nhưng Zero cũng đã phải nằm xuống rồi. Khoa càn lên, Hoàng tại đây bị tấn công bởi Red, Red bắn trượt một cú viễn chinh kích. Phát thứ hai thì có hay chưa? Chưa có phát thứ hai đến từ Red, nhưng Red bắn thường, nhảy thẳng vào nhưng không đỡ được viên đạn đó đến từ Bad LB. Red vẫn đang được bắn tốc biến đến từ Bad LB, nhảy sọc qua tường đó là vị trí của Red. Khoa càn lên tấn công vào Bad LB và Red sẽ có được chuyên điểm hạ gục tiếp theo hay không đây? Viễn chính kích bắn là không chính xác và không có thêm một điểm hạ gục nào nữa dành cho Sài Gòn Tôm, nhưng họ đang lợi thế hơn. Quang Hải lại một lần nữa gặp Bưng trong rừng và Bưng là người cướp được màu xanh của Quang Hải. Quang vẫn tiếp tục ở lại và những viên viễn chinh kích của Red vẫn đang được xử lý quá tốt và những nhịp đu aoi của Bưng vẫn đang là đủ ảo diệu để khiến cho Hoàng TD phải lên bảng đếm số rồi. Tỷ số được nâng lên là 4-1 dành cho bên phía của đội tuyển Sài Gòn. Red thì đang thể hiện một bộ mặt quá khủng khiếp ở trong ván thi đấu này, liên tiếp là những cú viễn chinh kích chính xác và hạ gục thành công được các chủ lực của đối phương. Bây giờ sẽ là một thế ép ngược trở lại đến từ bên phía của đội tuyển Sài Gòn ở khung đường trên. Butterby sẽ phải một cân ba tốc tiến đến từ Butterby, quyết định là giải quyết tân lính. Butterby làm được hay không đây? Giải quyết được tân lính rồi sẽ phải mất đi chung điểm hạ gục này không? Có sứ mệnh cứu thế chưa đáp được xuống Quang Hải, phải một cân ba rất khó để cho Quang Hải mở vùng diệt quỷ đến từ Zero và Quang Hải chưa thể có được cho mình điểm hạ gục của Zero. Đúng là bây giờ nhiệm vụ duy nhất của Han sẽ chỉ là check map và cố gắng thông báo thông tin dành cho những người đồng đội của mình. Còn với Butterby thì đương nhiên là anh ta sẽ phải đi đẩy lẻ một mình rồi. Khả năng đẩy lẻ đến từ BLB cũng sẽ là gặp khó khăn rất nhiều bởi đối thủ sẽ là Aoi trong tay của Bưng. Ăn xe ra đến từ Vigaming, họ nhìn thấy Bưng ở khúc đường dưới thì không có lý do gì mà không ăn xe ra cả. Nhưng đây là Quang Hải, Quang Hải nhảy vào giữa đội hình của đối phương đang có sứ mệnh cứu thế, hút lại được một người nhưng đó là Zero nhảy lên được đến từ vị trí của Quang Hải nhưng Bưng đã tới rồi. Bưng đang bọc đầu các thành viên của Vigaming, hạ cũng thành công được một người. Zero rất tấp máu, Hoàng TD bắn được Zero nhưng Khoa cùng với Fiskar lên tấn công Hoàng TD. Hoàng TD bị một quay ba và tấn lên bảng điểm số 4 điểm hạ gục dành cho Sài Gòn Tôm và nó sẽ là quyết sạch dành cho Sài Gòn Phantom. Hoàng TD có double kill nhưng Bưng cũng có double kill và Sài Gòn Phantom còn có nhiều hơn thế nữa khi mà họ có hẳn 2 double kill với một Châu Na quá dũng mãnh đến từ vị trí của Khoa, quét sạch ở phút thi đấu thứ 13 và nó cũng đồng nghĩa với chiến thắng luôn dành cho Sài Gòn Phantom khi mà họ vẫn còn một con xe hay chăng đây, vẫn còn xe này, xe ra vừa mới ra vì game mình còn 8 giây nữa mới có người xuất hiện và sẽ là thắng luôn dành cho đội tuyển Sài Gòn Phantom. Tỷ số được nâng lên là 2-0 ở trong trận đấu BO7 này. Nói gì thì nói, chúng ta thường nói Yon đầu game yếu và sẽ dễ bị khai thác nhưng nhanh lắm, nhưng farm Yon thì lại rất nhanh. Ừ. Và cái khả năng dọn dẹp lính và tự sống sót của Yon cũng là rất tốt. Có lẽ là các bạn chơi nhiều thì cũng sẽ cảm nhận được điều đấy thôi. Thậm chí nó còn dễ nuôi hơn so với ID, mặc dù ID có chiêu thức cơ động. Tôi nghĩ là bây giờ khán giả đánh Yon rất nhiều trong giải đấu, trong đánh rank rồi. Và khán giả đánh Yon thì bây giờ cứ đơn giản là ôm farm thôi. Ôm farm. Và thực sự thì Yon đến cuối game tự lết. Thế nên là các bạn cũng không cần việc gì phải làm nhiều cả, đồ thì sách giáo khoa chỉ rồi. Và rõ ràng là bây giờ không cần thiết là phải làm điều gì quá nhiều với Yon cả. Đó là những gì mà Yon có thể đạt được ở thời điểm này. Và đoạt mệnh xích đầu tiên của Quang Hải trong trận đấu này, nó lại không phải pha thi đấu quá hay. Đây là Khoa, Khoa đang muốn giữ chân lại đối phương. Và đây là pha bắn tiến đến từ Hoàng TD. Hoàng TD lao thẳng vào vị trí của Red. Và Red, đây là một pha thi đấu mà Maris đã không cho Red một cơ hội nào. Không một cơ hội nào, kể cả tính luôn cả tốc biến. Từ đầu ván đấu, từ đầu ngày hôm nay đến giờ, đến ván đấu thứ 5 này thì mọi thứ chỉ diễn ra chênh lệch một chút về khoảng cách giới hạn mà thôi. Và vừa qua thì Sài Gòn Tôm họ không thể hạ cục đi vị trí của Butterby, nhưng tuy nhiên cánh dưới này thì áp lực đang là quá lớn. Khoa muốn đẩy nhưng đẩy không nổi, sẽ chỉ là dọn dẹp lính mà thôi. Pit đã tới rồi cánh trên. Zero gặp rất nhiều nguy hiểm, Zero mất tốc biến bỏ chạy rồi. Quang Hải không có đặt vị xích, có băng sương né được cú ném kiếm tới từ vị trí của Butterby. Zero quay ngược trở lại chỉ đó được một tìm Khoa mà thôi. Bưng làm được gì hay không đây? Bưng có ba stack lao vào tấn công vị trí của Butterby, lướt đi hai lần quá nhẹ nhàng từ Butterby và Bưng không thể làm gì nổi với cái bài Butterfly này. Còn cánh dưới thì vừa qua Khoa đã phải biến về. Và như vậy thì Red sẽ chỉ ở lại một mình trụ đường, anh ta sẽ mất trụ. Còn Bưng còn lại, Bưng muốn quay ngược trở lại tấn công vào Quang Hải, có băng sương. Bưng lùi về tấn công, Excalibur không đủ sát thương mất rồi và Quang Hải vẫn có thể giữ được tính mạng của mình. Bên phía Sài Gòn Tôm họ đang kiên trì, họ đang có lẽ là làm mọi thứ để có thể bảo vệ trụ cánh dưới. Còn trụ đường giữa thì có lẽ sẽ chỉ cần dồn một vài nhân lực mà thôi, cái trụ đó không còn quá nhiều máu nữa để có thể bảo vệ. Vigaming đang tiến lên, họ sẽ có khả năng hợp phục và tái giao tranh tới từ vị trí của Han. F2 đường đều tới từ Vigaming rồi, xảy ra mới lên thanh. Đó là Hoàng TD, hỏa bạo không quá đau từ pit mất rồi nhưng Yon sấy kìa. Dọn lính là rất nhanh, Khoa bắt đầu lao ra nhưng Khoa không làm gì cả. Khoa bị sốc sát thương, Khoa bay bầu. Và Vigaming sẽ có 5 người hơn nữa, có Helen hồi phục, có thể sẽ là endgame.
Saigon Tông còn đang lũ lượt bỏ chạy về tế đàn của mình hồi quả báo trước để dọn dẹp được con Seta vừa qua. Zero băng ra nhưng ném hoa không dám nhận. Zero ngay lập tức phải lùi ngược trở về, nhưng có lẽ Saigon Tông vẫn sẽ phòng ngự được tâm lý này. Họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn, đó là cú ném đến từ vị trí của Paris và sẽ có 3 đường. Sau 3 đường thì họ có tràn vào hay không đây? Rõ ràng là Benjamin đang rất từ từ, nhưng họ không thiếu đi sự quyết tâm. Họ đang bắt đầu tràn vào Benjamin ở một đường, và đây là cú sấy đến từ Paris. Cú tốc biến quá của Paris. Paris cao trụ, Paris cao trụ tiếp. Paris cao được quá nhiều máu trụ rồi. Và đánh trụ, tiếp tục vào phải vào đánh trụ. Không đánh được, không đánh được. Thôi thôi, không đánh được. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem lượng tiền bây giờ chênh lệch hoàn toàn cho Saigon Phantom, nên nhớ là như vậy. Và trong bối cảnh đó thì Red có thể bán được rất nhiều đồ, khả năng ám sát của Benjamin cần phải rất cẩn trọng. Xe bảo chúa nằm lại, nhưng xe tiêu vong còn đó, Red còn đó hai đường dành cho Saigon Phantom rồi. Họ có lấy một ca tặng lên khi mà hỏa bạo rất đau, Madrid vẫn rất nhiều máu. Đúng là Saigon Phantom cắn lên nhưng Zero trượt qua mất rồi, không anh ta bị ngất nhưng hoa của mình. Red bắn nhà, Red bắn nhà, bắn được hay không đây? Red đang tìm góc bắn, bỏ người bắn nhà, Red vẫn đang làm điều đó, nhưng hết lính mất rồi. Bên phía của Benjamin vẫn đang phòng ngự với Quang Hải, với vị trí của đó là người cuối cùng nhưng không còn người nào cả. Bốc hơi tất cả. Và đó là lôi ngược dòng tới từ Saigon Phantom. Vì thế mà sẽ có những cơ hội dành cho bên phía VGaming để khai thác vào vị trí xạ thủ chủ lực của Saigon Phantom trong ván thi đấu này. Nhưng Saigon Phantom đang dẫn cả 5 người lên, thậm chí là họ muốn tạo ra được sự bất ngờ trong giai đoạn đầu với đội hình của bên phía VGaming chăng. Khi mà VGaming còn chưa sang cướp thì Saigon Phantom đã dâng đội hình lên, nhưng VGaming khá bình tĩnh. Bây giờ thì Morgana bắt đầu thể hiện sức mạnh của mình, họ đang chiếm lấy ưu thế. Có nguy cơ bị mất lính đến từ vị trí của Fizz hay chăng đây? Liệu có mất đi con lính này không đây? Câu trả lời có lẽ sẽ là không. Tuy nhiên về mặt lượng máu, cảm giác rằng là Zero vẫn đang nhỉnh hơn so với cả vị trí của BirdLB, bởi BirdLB đã dính đi cho mình một hit trụ. Đây là Maris với Morgana. Đi rồi thật thương vào, không kịp tỉnh, đó là vị trí của Maris và có chiến công đầu ngay lập tức dành cho Saigon Phantom. Rất dễ dàng có lợi thế trước đối phương, đã là 1.500 tiền chênh lệch hơn dành cho bên phía của đội tuyển Saigon Phantom, một lợi thế đủ ổn để cho những vị trí chủ lực như là Red hay là vị trí của Fizz có thêm được trang bị. Đây là Quang Hải bị bốc về bởi Khoa, mất tốc biến đến từ Khoa rồi, những úp được một người đó là bớt LB, chỉ là cái úp để có thể lấy trụ của tôi. Và trong khi đó ở đâu đó Quang Hải đã và lên bảng điểm số với những cú cắt của Fizz. Tiếp tục tràn lên, đó là bên phía của đội tuyển Saigon Phantom. Hoàng TD xả ra mưa lên thanh để giảm áp lực dành cho VGaming, nhưng họ vẫn sẽ tiếp tục mất thêm một trụ nữa, đó là cái trụ thứ hai của đường trên. Một nhịp di chuyển rất tốt đến từ bên phía Saigon Phantom, nhận thấy rằng là bộ ba Morgana, Helen và Caffini liên tục phải di chuyển cùng nhau, và qua đó thì ở một bản đồ rộng sẽ là những khoảng trống được hở ra, và ngay lập tức Saigon Phantom lấy được liền một lúc hai trụ đường giữa và cả cái trụ thứ hai ở khu vực nửa trên nữa. Maris cũng đã phải lên bảng điểm số dưới sức sát thương đến từ vị trí của Red rồi. Nhưng đội hình 1-4 của bên phía VGaming cũng đang đem lại những sự khó chịu nhất định khi mà Quang Hải có khoảng trống đẩy rất cao ở tuyến trên, còn ở tuyến dưới thì bộ tứ còn lại vẫn phòng ngự ổn với Yena và bộ ba mang lại khả năng hồi phục. Saigon Phantom đã có hai lần để phân tâm trong tình huống đi đẩy lẻ của Quang Hải rồi. Liệu Quang Hải có giữ được mùa xanh trong tình huống thi đấu này hay không? Đây địa giam lại được một người, người đó là Helen. Thêm một phần tổ vỗ tất nữa thì Helen sẽ phải nằm xuống. Helen mất tốc biến chạy đi được, bật lên chiêu cuối và đang muốn phản giao tranh đến từ bên phía của đội tuyển VGaming. Khoa mất nửa cây đang bị bắn rất đau bởi vị trí Hoàng TD dí lên đến từ Quang Hải. Khoa không chạy được trong tình huống thi đấu này. Quang Hải dí tiếp vào vị trí của Bắc, có quả của Bắc Sương, đợi được đồng đội đến để có thể tiếp tục hồi phục. Đang muốn cướp bùa đỏ, đang lao vào đến từ Zero nhưng chưa thể tung ra ảo ảnh chạm. Nhưng Saigon Phantom mới mất một người thôi. Ở đây thì Zero đang tung thêm một ảo ảnh chạm nữa, thiếu chút nữa thì hạ gục được Hoàng TD, nhưng vẫn là thiếu một chút nữa. Lượng máu của cái đường giữa này chỉ còn khoảng là 1.359 máu thôi, không phải là quá nhiều. Và hit bắn, một hit bắn đến từ vị trí của Red có luôn trụ, lao vào úp luôn vị trí của hắn, đó là Khoa. Hoặc tới đây mất rất nhiều máu, bật cho mình nội tại của cướp Uriah lên, băng vào đó là Zero, bắt đầu đó là bớt LB, nhưng người bóc hơi đó lại là vị trí của Quang Hải. Quang Hải bị bóc ngược trở lại bởi Khoa. Hai điểm bạo hùng dành cho Saigon Phantom, ba điểm bạo hùng dành cho Saigon Phantom, và có lẽ là hết rồi. Chiến thắng sẽ dành cho Saigon Phantom, không cần lính, Saigon Phantom đang tràn vào. Liệu rằng endgame chưa hay họ muốn lấy đường dưới? Họ sẽ từ từ, họ sẽ từ từ, thế là rất đẹp rồi. Các fan của Saigon Phantom đang chờ đợi đến khoảnh khắc cuối cùng để xác nhận rằng Saigon Phantom sẽ lại có mặt ở chung kết đấu trường danh vọng thêm một mùa nữa. Và khoảnh khắc ấy đang đến rồi, những lát cắt cuối cùng lấy đi tốc biến của FFPP AIC 2022. 4-3 dành cho những bóng ma Sài Thành, và xin chúc mừng Saigon Phantom sẽ là đội tuyển đầu tiên của đấu trường danh vọng mùa đông năm 2022 tiến tới trận chung kết tại nhà thi đấu quân khu 7 vào ngày 9 tháng 10.